Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngũ Nguyễn nhé. Hiện tại là mình đang có mặt tại trên cái đoạn đường là Phan Huy Ích các bạn. Trước mắt các bạn cũng thấy được đó là cái cửa hàng xe gắn máy Chúc Tụng 2 nha. Đó, địa chỉ là 95 Phan Huy Ích, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0708773334. Đó là số điện thoại của cửa hàng nha bạn, chị Nhung. Đó, một cái cửa hàng mà chuyên bán những cái dòng xe giá rẻ đó các bạn, giá cực rẻ luôn, dành cho những người mà có nhu cầu thấp, không cần một chiếc xe quá cao các bạn. Đó, những dòng xe giá rẻ chị bán rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cái hướng đi ha. Thì trước như thế này, đối diện cửa hàng thì bên trái cửa hàng sẽ là bên phải video. Nó sẽ đi ra cái hướng đó là đi thẳng ra, nó sẽ ra cái đường Quang Trung của Gò Giáp các bạn. Còn nếu mà từ cái hướng bên phải cửa hàng và bên trái video là mình đi ra đây khoảng tầm 200m thôi, sẽ đụng ngay chân cầu của cầu Thâm Lương các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cửa hàng và tham khảo giá từng chiếc xe nha các bạn. Hôm nay là mình thấy xe về rất là nhiều luôn. Xe hơi nhiều nha, mình từ từ qua các bạn. Xe nhiều lắm. Cái đoạn đường Phan Huy Ích này mặc dù đường nó nhỏ thôi nhưng mà xe rất là nhiều. Cái lượng xe rất là đông nha. Mình anh chị có thể mình tới ngay cái chân cầu vượt Thâm Lương á, mình alo để cho chị ra rước cũng được nha các bạn. Đây là hôm nay mình thấy những cái dòng AB đầu bò nè, quay pha 100, quay RS nè. Đó, rất là nhiều ha. Còn bây giờ mình sẽ vào trong mình gặp chị Nhung trước nha các bạn. Vào trong mình gặp chị Nhung nha. Chị ơi. Dạ. Rồi em chào chị ha. Chào em. Dạ. Hôm nay em thấy cái lượng xe cửa hàng mình về hơi nhiều chị ha. Hôm nay cửa hàng chị có về xe mới á. Dạ, em thấy nhiều quá chừng luôn nè. Chủ yếu là cái hàng trên đây là em thấy tay ga, ở bên sau là em thấy số về nhiều chị ha. Rồi tay ga AB rồi FH. Dạ. Giờ dạ, đây tay ga cái số rồi có hết. Dạ. Đây những cái dòng xe mà giá rẻ rẻ nhất là ở đây cỡ tầm mình bao nhiêu chị ha? Cỡ tầm 3 triệu 4 triệu em. Đó, 3 triệu. 3 triệu 4 triệu. Dạ, 3 triệu 4 triệu là đã có một chiếc xe rồi các bạn. Đó, rất là rẻ luôn. Thì trước khi mà chị em mình vào quay viết chi tiết từng con cho bạn xem á, thì mình hỏi nhanh thôi, nói chung là cửa hàng mình cũng quay được vài lần rồi. Bây giờ mình hỏi nhanh để cho các bạn là nắm những cái thông tin rõ về cái cửa hàng thôi. Là cửa hàng mình hiện tại là mình còn vận chuyển không chị? Cửa hàng mình vẫn vận chuyển bình thường. Dạ, vận chuyển bình thường. Xe bữa nay là dịch nó cũng bớt rồi nên là vận chuyển về các tỉnh, ship xe cho khách ở tỉnh. Dạ. Để cho các anh chị em ở tỉnh có vận chuyển hết, ship hết. Dạ. Đều vận chuyển, đều ship hết chị ha. Cái đó là mình liên hệ với chị số điện thoại trên màn hình ha. Rồi, số điện thoại của chị bên màn hình trái đấy. Dạ. Ở thì các bạn có nhu cầu mua mình cứ liên hệ số điện thoại màn hình. Các bạn ở tỉnh xa nếu như mà không biết đường thì cứ cái hướng đi xuống tới chỗ cầu Thâm Lương á, alo dạ, mình ra đón. Dạ. Số điện thoại ở trên màn hình trái có đăng tin đó, các bạn cứ điện thoại cho mình là mình ra mình hướng dẫn được. Dạ. Đây mấy dòng xe mình ở đây vậy mình có hỗ trợ sang tên hay rút gốc gì không á chị? Có, chị có hỗ trợ cho khách sang tên, rút gốc rồi dạ, hồ sơ các thứ. Dạ. Thôi chị em mình đi từ từ ra ngoài á, rồi em hỏi chị thêm một vấn đề nữa. Hôm nay xe mình thấy nhiều hơn những cái video rồi đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ ra cái hướng bên kia, mình sẽ quay cái con quay RS trước nha các bạn, quay RS 110. Cái phiên bản mà 110 siêu nhân nữa các bạn, màu xanh bên đây nè. Biển số 18D1-21261 á. Mấy cái con này như thế này mình bán giá như vậy là sao chị? À, cái chiếc xe này là chị báo giá là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi thôi, phiên bản được cái là bánh mâm thắng đĩa luôn ha. Vâng, không biết là máy móc mình có làm gì chưa hết chị? Máy móc là còn nguyên zin hết, chưa sửa chữa gì hết. Dạ, có 8 triệu rưỡi rồi. Mình mua vậy mình chị còn cái chế độ mà mình tặng gì không? Có, xe chị mua khi khách mua là xe nào chị cũng tặng nhớt hết. Dạ. Xe 3 triệu chị cũng tặng nhớt. Tất cả các dòng xe cửa hàng mình hả, lấy chiếc nào? Tặng nhớt cho khách hết. Đều mọi chiếc đều tặng nhớt cho các bạn hết. Đó, cái con xe nhập cả 8 triệu rưỡi các bạn. Còn con này là con quay gì chị ha? Con xe này là xe quay Trung Quốc. Dạ. Biển số thành phố. Xe này để cho khách là 3 triệu 8. 3 triệu 8, biển số Sài Gòn luôn nha các bạn. Này hình như thắng đĩa phải không chị? Đúng rồi. Đó, 3 triệu 8 được cái thắng đĩa luôn. 2 chiếc xe Trung Quốc này, đều bằng giá dạ, nhau hết. 3 triệu 8 hết, hai con quay. Một con 53, một con 60 các bạn. Coi như đây là những cái dòng Sirius nè. 59X1, 26871 của Yamaha. Thì những cái chiếc Sirius như thế này mà cửa hàng mình mà bán giá mà thấp nhất á, cái dòng Sirius này là mình bao nhiêu chị ha? Cái xe Sirius như trước này là chỉ bán là biển thành phố. Dạ. Bánh mâm 10 triệu rưỡi. Bánh mâm 10 triệu rưỡi. Xe đời 2012. Dạ. Đó, bánh mâm 10 triệu rưỡi. Máy móc còn zin hết. Đời 2012 nha. Nếu mà những cái dòng Sirius mà rẻ nhất cửa hàng mình là bao nhiêu chị?
rẻ nhất cũng có chiếc 7 triệu, 8 triệu cũng có. 7 triệu, 8 triệu vẫn có nha. Dạ, ok. Còn đây là Wayanfa 110 của Honda ha các bạn. Đó, đi cái yên rất là đẹp nè. Dàn chân là còn riêng, căm bọng còn riêng hết luôn á. 60 14 75 332. Con này chị lấy bao nhiêu? Chiếc xe này đời 2018, giá là 12 triệu 800. 12 triệu 800. Xe đời cao lắm. Dạ. Em thắc mắc nãy giờ chị em mình báo giá vậy, những cái dòng xe Honda, Yamaha, những dòng xe hãng á, không biết mình có bảo hành không á chị? Có, chị có bảo hành. Dạ. Họ từ 3 đến 6 tháng. Dạ. Xe nói chung là xe mà mấy con Trung Quốc thì chị không có bảo hành. Dạ. Xe dưới 10 triệu thì chị bảo hành 3 tháng, mà xe trên 10 triệu bảo hành 6 tháng. Dạ, ok nhé các bạn. Nói chung là có bảo hành nha, có bảo hành nè, có bảo hành nè, có vận chuyển xe nè ha. Rồi mua xe còn được tặng nhớt rồi nữa. Đúng rồi. Rồi mình tới con này là con RS 110 của Honda luôn các bạn. Tôi mã là bánh căm thắng đĩa nha. Đó, bạn thấy được cái thắng đĩa ha. 54 là 7 1241. Con này chị đã bao nhiêu chị? Xe này để giá 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. Để mình đề cho bạn nghe tiếng máy của nó nha. Máy này có làm gì chưa chị? Dạ. Ok nha các bạn, 9 triệu rưỡi. Còn đây là con Wayanfa 100 nè. Phải không chị? Wayanfa 100. Dạ. 29. Hà Nội phải không chị? Hà Nội. 20383. Chị số Hà Nội. 2012. 2012 nhưng mà xe đẹp lắm, em quay được xe này thì chỉ để ở hàng ngoài là bụi lắm, chưa có cửa giấy. Yeah. Xe nhìn còn đẹp. Dàn chân, dàn lông rồi là rin hết nha các bạn. Căm niền đầm rồi rin hết. Xe căm ốc cá còn sáng trắng. Dạ, đời 2012 mình nhìn rất là đẹp đây chứ. Chỉ số 29 Hà Nội. Đây không có chìa khóa chị ha. Chìa khóa chỉ để trong nhà. Dạ. Yeah. Con này chị đã bao nhiêu đây? Xe này chị để 10 triệu rưỡi. Wow, có 10 triệu rưỡi các bạn. Wayanfa 100. Xe còn đẹp lắm. Dạ, 10 triệu rưỡi. Còn đây là AB đầu bò đời 2012 phải không chị? AB đầu bò chị mới đi lấy về, khách vừa mới đổi xe xong đấy. Dạ. Chưa kịp rửa ráy gì hết đấy. Con này chị lấy bao nhiêu đây? Xe này là còn dán keo nguyên chiếc đấy. Dạ, 59 11. Xe này nếu mà không thế này mà khách mua chị bán 13 triệu rưỡi. Nếu mà chị mà rửa ráy sạch sẽ lên rồi thì có giá cao hơn. Dạ. Đó, các bạn lưu ý nha. Xe này nếu mà anh chị mà mua liền bây giờ là 13 rưỡi. Còn nếu mà chị rửa ráy, chị làm bóng đẹp tí sẽ giá sẽ lên chút đỉnh ha. Còn dán keo nguyên chiếc luôn á. Dạ. Bóc ra là còn như mới luôn á. Dạ, này dán keo nè các bạn. Dạ, đó. Đó, bạn thấy không, dấu keo này ha. Đó. Ok. Rồi, mình vô trong đây cũng là một con AB đầu bò 212 luôn nè các bạn. Mà con này nhìn nó sáng xe hơn. Nó có ốp những cái kiểu dạng mà inox các bạn. Nghe nói inox á. Nè. Ốp vô như thế này. Đời 212 màu trắng. AB này là AB đầu bò. Con này biển số là 77 Bình Định hả chị? Biển 77 Bình Định. 07511. Con này chị để bao nhiêu đây? À, xe này là đời 2012. Biển 77 Bình Định có chứng minh chủ xe luôn đấy. À. Xe còn đẹp, đi lốc rất nhiều là chị để 15 triệu rưỡi. Quá lớn luôn. Quá tiền xe phải không chị? Con này cái chìa khóa này hết pin rồi. Quá tiền xe luôn, 15 triệu rưỡi. Xe nhìn rất là keng đây. Triệu rưỡi ha. Còn bên đây là con SH Mo, SH nữ. Các bạn nhìn ha, cặp kiến nè, rồi cái ốp cái dạng inox bên sau nhìn rất là đẹp. 59X2 5277 78 ở 5277 78. Những cái xung quanh của nó với lại cái boe của lọc gió đó nè các bạn, rồi cái lốc nồi đầu của nó đó cũng đều là ốp inox hết, kiểu dạng mà râm mới bạn. Đó. Con này kêu bằng màu xanh gì đây chị? Màu xanh ngọc em. Xanh ngọc. Xe khóa smart key á. Này đời mấy vậy chị? Cuối 2016, biển số thành phố chính chủ. Em quay ở biển số các bạn xem. Rồi 59X2 5277 78. Biển số đẹp luôn á. Dạ. Khóa smart key. Con này bao nhiêu chị? 40 để cho các bạn là 43 triệu. 43 triệu cuối 2016 chị ha. Cuối 2016. 43 triệu. Khóa smart key các bạn lưu ý nha. 43 triệu chiếc xe này mình thấy rất là đẹp nè. Cái bô này cũng có ốp luôn nè. Đây, cái lọc gió của nó cũng ở cái che cách nước của anh ta. Đi đồ em lóc hết rồi. Dạ, rất là đẹp. Lọc gió cách nước gì cho nó là sáng nè. Đó chưa rất là đẹp xe. Còn đây là Novo mấy chị? 526. Novo 6. Năm phố chính chủ. 59V2 33641 nha. Biển số Sài Gòn chính chủ, sang tên được chị ha. Sang tên được.
mở bộ hồ sơ cửa hàng như của mình như vậy là mình rút có tầm bao nhiêu vậy ha? Hồ sơ nếu như mà từ các tỉnh ví dụ size dần vào thành phố thì rút tầm độ mấy trăm, 700 trở xuống. Các tỉnh thì tùy theo tỉnh, gần thì ít hay ít, mà tỉnh xa thì hết thì tầm 1 triệu. Đó, cái đó là mình hỏi cho bạn để nắm rõ thôi. Còn khi mà mình mua xe, mình muốn rút gốc sang tên hay là mình rút, còn nếu không thì mình cứ vẫn để như thế này mình chạy thì mình khỏi phải tốn tiền nữa thôi các bạn, chứ không phải là ép buộc mình phải rút gốc hay là sang tên nha. Các bạn không muốn rút gốc thì cứ mình gửi tiền về cho các bạn, cứ vậy cầm hồ sơ đi thôi. Dạ. Con này chỉ lấy bao nhiêu chứ ha? 16.500. 16.500. Còn đây là con AB, con Vision đang nhám. Biển số 59X1 87308. Con này đời mấy vậy chị? Chính chủ. Giá này bao nhiêu chị ha? Giá là 25.500. 25.500.000. 59X1 nha. Cho bạn nghe máy nha, 25.500.000. Máy là cực im luôn nha các bạn. Im lắm nha. Ok, rất im. Còn đây là AB 212 20 à 23 14 phải không chị? 23. 23. Màu cam đen. 59E1 43184. Con này chị đã bao nhiêu? Biển số anh phố chính chủ. Chiếc xe này chính chủ luôn. Chiếc xe này là 23 triệu. 23 triệu chính chủ là sang tên được luôn nha các bạn. Sang tên được hết. Dạ, sang tên được nha. Đó, các bạn nhìn kỹ chi tiết xe đây, nước sơn của nó nhiều nên rất là mới. Đẹp, rất là đẹp này. Lốp nồi ốp rồi, lốp này. Đó, cái lốp nồi rồi cái lốp ốp gió là cũng có ốp luôn ha. Ok. Tới cái ốp bồ bên này cũng có luôn nha các bạn. Rất là đẹp nha. Nhìn nó sáng và đẹp luôn. 23 phải không chị? 23 triệu. Còn con AB 208 này chị? AB 208 biển số anh cố chính chủ. Chính chủ luôn. 12.500. 12.500, các bạn lưu ý là chính chủ nha. Con này chính chủ luôn nha các bạn. 54F3 0194 ha. Để mình đề máy cho anh em nghe. Em ru luôn. Rồi các bạn. Ok. Rồi. Mình tới bên đây là tới hàng Vision nè. Rồi Novo, Lit. Cái con này là của Biago lạ nè. AB là bò các bạn. Rồi AB 24, 25 có đi cái dán cái đầu đèn của nó lạ ha. Con này đời máy chạy 14 hay 15? Cái này là 23. 23 thôi hả ta? Con này bao nhiêu chị? Xe này biển số thành phố chính chủ. 23 triệu. 88630. Quá tí xe luôn. 23 triệu ha. Hết bình rồi, hết pin rồi. Đây có khóa chống trộm nha. Đó. À, có chống trộm luôn. 23.000 đây. Nói nghe ok hả bạn? 23 triệu. Còn con bên đây là cùng đời không? Ờ, này 22 phải không chị? Con này là AB đầu bò 2012. 22. 59Y1 15144. Xe là đi đồ đi lắm hết rồi nhé. Ôm thẳng lại, không quay đi. Đó. Những cái nóc như thế này có hết nha. Con này bao nhiêu vậy ha? Máy nghe im lắm nè. Đây là 16 triệu 500. 16 triệu 500 ngàn. Đó. 16 triệu 500. Còn con này là Fly hả ta? Fly. Dạ, Fly. Xe của hãng Iago phun xăng điện tử. Xe đời cao. Xe này của hãng Vespa á chị ha. Đúng rồi, Iago á. Đó. 125 nha. Fly. Phun xăng điện tử. 59 này là 141809. 41809 ha. Phun xăng điện tử nha các bạn. Máy của Biago như thế này là im rồi các bạn. Rồi 22 ha. Con này chị đã bao nhiêu hả chị? 10 triệu rưỡi. Ok chị, 10 triệu rưỡi. Còn đây là con Lít. Lít 110 của Honda 60Y4 7299. Con này chị đã bao nhiêu đây? 10 triệu rưỡi luôn các bạn. 10 triệu rưỡi luôn nè. Mấy con này chính chủ không chị? Không. Cái này đấy, cửa hàng 3 trước.
Dạ. 10 triệu rưỡi nha. Ở đây Novo 5 phải không chị? Novo 5. 5911 46659. Màu trắng nha các bạn. Màu trắng nha, rất là sang và cái yên của nó nhìn cũng đẹp ghê. Cái màu trắng đen. Rất là đẹp, biển số thành phố luôn. 5911 46659. Con này chị lấy bao nhiêu hả chị? Xe này là 11 triệu rưỡi. 11 rưỡi. Ok, 11 triệu rưỡi. Còn Vision bên đây là mẫu cũ phải không chị? Vision cũ, biển Vũng Tàu. 72G1 24282. Con này chị lấy bao nhiêu đây? Xe là đời 2014. 2014. 15 triệu 500. 15 triệu 500 nha. Xe còn rất là đẹp, lớp sơn được zin này để rộng như thế này là chưa có lau chùi, xe còn đẹp đấy. Tại vì để nó bụi ra các bạn lau rửa là rất là sạch và bóng luôn đó nha. Lớp sơn zin. Dạ. 15 triệu rưỡi chị ha. 15 triệu rưỡi. Nãy giờ chị em mình báo giá như vậy rồi khách tới mình còn thương lượng không chị? Khách tới chị bớt tiền xăng cộ cho khách. Tặng dạ. Khách bình nhớt. Dạ, tặng bình nhớt cũng còn tập lá chút ha các bạn. Còn đây là AB này mình lên Thái hả chị? AB này lên Thái. Dạ. AB 2008 lên Thái rất là đẹp này. 2008 lên Thái. Mấy cái mẫu này mình bán chạy lắm á. Mẫu này thì mẫu đầu bò này mình bán là ra chiếc nào là hết chiếc bế luôn á. Dạ. Chiếc nào đẹp lắm. 2008 lên Thái. Con này chị để bao nhiêu đây? 13 triệu 500. 2008 lên Thái nha bạn. Các bạn lên lưu ý là lên Thái nha. Cái mẫu nó đẹp á. 5911 17812 nha. Chiếc xe này là chính chủ luôn nhá. Dạ, chính chủ mình thôi sang tên được các bạn. Máy rất im. Kim báo xăng với công tơ mét là còn hoạt động hết. Dạ, còn đầy đủ ha. Ok. Rồi, trong đây là con lại là con AB đầu bò. Mà cái con này các bạn nhìn bạn camera mình quay kỹ nha, con này nhìn rất là sáng xe. Vô một mớ đời nóc. Cái cản ở sau nè. Mà rơm ha. 59X1 28518. Con này nhìn nó sáng xe lắm nha anh em. Con này chị là bao nhiêu đây chị? 16.500. 16.500 đời 2012 nha. Quá lớn thì không biết còn được không. Pin luôn rồi. Ok, 16 triệu rưỡi. 16 triệu rưỡi ha. Còn đây là con cái này con gì chị? Con xe zin lùn đấy. Zin lùn. Xe Echa. Con này như 5 triệu hay năm mấy mà không chị? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Tiền số thành phố 5 triệu rưỡi. Xe đẹp đề đón đầy đủ, mua về chỉ việc đi thôi. Năm 22, năm 2096 nha. 5 triệu rưỡi zin lùn. Em mình mua về mình có thể đi làm hoặc là mình chở đồ cũng rất tốt nha các bạn. Các bạn đi làm công trình xa thì mấy chiếc xe này khỏe hơn mấy chiếc Trung Quốc nhiều. Dạ. Yeah. 5 triệu rưỡi ạ. Kế bên là con quay RSX 110. Này là cướp y cho chị ha, sang con. Sang con. Và sang con ha, mà có bên sữa. 48 đồng. 48 này là Đắk Nông chứ, 49 mới 5 đồng. 48 Đắk Nông 15099. Cho các bạn nghe máy ha. Con này hết bình hả chị? Hết bình rồi ạ. Dạ. Con này chị ở bao nhiêu đây? Chiếc 11 triệu rưỡi. 11 triệu rưỡi. Còn đây là quay OEA 100. Quên pha đó phải không chị? Đúng rồi, quên pha. Sao mua hơn 15370. Đấy, con gì ai? Con này chị lấy bao nhiêu? 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi ha, màu đỏ. Rồi, còn kế bên là con RS 110, con ở bánh căm thắng đĩa nha các bạn. 60B2 19096. Này xe đời 2014 đời cao. Dạ. 10 triệu rưỡi luôn. 10 triệu rưỡi luôn. Cái con này nhìn cũng đẹp nha. Đẹp so với cái giá tiền của nó các bạn. Máy thì nó im kiểu nhà qua thời gian của nó nha. Mười triệu rưỡi. Còn bên trong đây là quay Alpha 100 đúng không chị? Quay RS lên là quay RS cái dạng mà cái đời mà bánh căm thắng đĩa đó các bạn. Lên dạng áo quay Alpha 100 72K9 5100. Ok. À, cái con Sirius mà con tay kìa rồi chị bán rồi hả? Sirius con tay thì bán. Dạ. Dạ. Đó. Rồi, mình vô trong tới cái hàng này các bạn. Đây mình thấy có một con Vespa màu đen nhám đây. Con Vespa màu đen nhám nè. Coi đời mấy chị ha? Con này đời 2009. 5911 49569. Tiền số anh phố. Đời 209. Cái này là như chưa có FI phải không chị? Cái này á?
Dạ. À, cái xe này chưa FI. Con này chỉ lấy bao nhiêu đây? Cái xe này để 12 triệu nha. Cái này các bạn đi bất bài rất là sang rồi. Bích ba chạy nhìn rất là sang các bạn, rất là sang chảnh. 12 triệu thôi. Ok, 12 triệu. Biển số thành phố màu đen nhám, màu này đẹp. Màu được nhiều bạn chuộng lắm nè, giới trẻ nhiều người chuộng lắm. Còn đây là quay Trung Quốc phải không chị? Đây là quay Trung Quốc, quay 50. Quay 50 của Detect các bạn. Xe đấy, 2014, biển số 47. 47AB 84225 nha. Xe này thay hết đàn áo, mới hết. Dạ. Xe này dành cho mấy anh chị em chưa có bằng lái, như những học sinh ấy. Dạ. Đi chiếc xe này không cần phải bằng lái. Thì bình yếu rồi ha. Bình xe này là dành cho những bạn học sinh đi học. Còn là những anh chị mình không có bằng lái đó, mình chạy thì khỏi phải sợ giao thông. Có ai chạy bao nhiêu đây? Xe 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Quay dán 100 mà 50 nha các bạn. Còn đây là con siêu này chị mới về phải không? Hay là cũng là 50 phải không chị? Là 50 luôn. 86AL01624. Các bạn nhìn cái dàn cam của nó, hình như này mình mới thay chị ha. Xe này là đời cao, đời 2017 á. 2017. Cam bọc rất là sáng đẹp. 86 Bình Thuận. Cam bọc nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Xe ốc 8 còn mới. Cũng là quay cũng là siêu 50 nha. Còn này mình cũng yếu luôn rồi. Dạ. Bình bọng đề chị bao đầy đủ ha. Đầy đủ hết. Lại con 86 Bình Thuận nữa đây. Nhưng mà con này là 110 của xe Yamaha hãng ha. Hãng Yamaha 2016. 59361. Con này đời 2016 hả chị? Đời 2016. Biển Bình Thuận, Căm Đĩa. Bánh Căm, thắng đĩa nha. Mình rất thích những cái dòng mà bánh Căm thắng đĩa như thế này. Con này cũng hết bình rồi. Con này chị đã bao nhiêu đây? 10 triệu rưỡi. Còn bên đây chị 59G1 12336 nè, 123 luôn các bạn. Con này biển số đẹp này, 12336 của thành phố. Dạ. Mong biết. Đời 2012. 10 triệu rưỡi luôn. Cũng là 10 triệu rưỡi luôn. Dạ. Mà được kết cái biển số nhìn nó được mắt quá. Không biết con này được không ta? Dạ, chị lôi bên hết là rồi. Dạ chị rồi. Dạ. Còn kế bên chị, đời mấy chị ha? Con này đời 2012. 93 của Bình Phước ha. 93 Bình Phước. 93B1 42100 bánh mâm thắng đĩa. Vậy để con này bao nhiêu? Xe này được 1 triệu rưỡi. À, vậy là ba con này 10 triệu rưỡi hết á chị? 11 triệu rưỡi này. À, 11 triệu rưỡi con này. 11 triệu rưỡi. Dạ. 11 triệu rưỡi nha các bạn. 93 Bình Phước nha. Các bạn cứ lại mua đi rồi chị còn thương lượng cà phê pháo cho mình ha. Còn đây là cái dòng Winner 150. Cái màu này kêu bằng cái màu xám nhám nè. Màu xanh. Đời 2016 ha. Đó, các bạn nhìn nha. Chờ cho anh, các bạn nghe máy trước đã rồi tính ha. Lên 2000 cây. Xe này lắp nồi có ở rồi ha. Con này chị đã bao nhiêu chị? Cái xe này là đời 2016 á. Dạ. Chính chủ luôn. Đây là 26 triệu. 26 triệu các bạn. Đó, 26 triệu ha. Đó, quay kỹ cho bạn xem đi, 26 triệu nha. Ok. Xe còn rất là đẹp. Xe đi ốc chứ còn trắng tinh luôn. 59X1 73373. Máy móc còn zin hết, đầu đầu chưa tốt. Rồi. 26 triệu. Rồi, tiếp theo bên đây là con 2JT. 2JT này là chưa FI phải không chị? Chưa FI. Dạ, cái này đời mấy chị ha? Đời 2008. 2008. 59Z1. Xe này đàn áo đến gần chân còn đẹp lắm. 13420. Máy êm nhất. Dạ. Để đề cho anh em nghe ha. Máy của Suzuki đây, 2JT. Ok. Vậy nó có này bao nhiêu chứ chị? Xe này để cho 5 triệu 7. Có 5 triệu 7 thôi. 5 triệu 7 thôi có tay ga chạy rồi. 5 triệu 7 thôi là có tay ga của hãng Suzuki, hãng Nhật chạy rồi. Rồi, đây là con AB. Con Sirius biển số 47 F1.
cái yên này nó bị rách này, mình chưa kịp bọc lại, các bạn mua là mình bọc lại rồi. Dạ. Biển số cũng rất là đẹp các bạn. 0567. 567 luôn, con 4 này lên đằng trước và 4567. Dạ. 05674, phải số 4 mà đổi với số 0 là đẹp đó các bạn. Cái này chỉ bao nhiêu đây? Xe này để 10 triệu rưỡi luôn. 10 triệu rưỡi luôn. Các bạn đi mua là mình bọc lại cái yên này cho xe căm ốc của đẹp lắm, mình quay được. Cái này bình hay yếu ha. Đó, bánh mâm. Bánh mâm thắng đĩa ha. Máy móc còn zin hết ấy, chưa có sửa chữa gì hết. Dạ. Mấy cái dòng này 10 triệu rưỡi về chắc là chịu bảo hành 6 tháng rồi ha. Đúng rồi. Dạ. Như hôm nay là con Sirius này là Sirius là đời 2018. Màu đen nhám chị ha. Màu đen nhám. Biển số 77 Bình Định. 77E1 52358. Có chưa gì nhỉ? Con này đời 2017 hả chị? Đúng rồi, đời 2017. Dạ. Các bạn nghe máy ha. Một phát nữa nghe nha. Máy móc im ru khỏi phải bàn luôn. Quá đã. Con này chị đã bao nhiêu chị? Xe này là 12.800.000. 12.800.000. Xe đời cao. Dạ. Đẹp. Còn đây là quay quay 100. Quay A 100. 49 5 đồng. Chính chủ. 05503 11 triệu ha. Này mình đề cái máy này cho anh em nghe luôn nha. Tháo bình hả ta? Rồi, tháo bình rồi. Ok. Giờ mời các bạn xem lại những cái dòng kia, những cái dòng xe tại cửa hàng nha. Đây là Wenfa 100 nè. Sirius thì cửa hàng rất là nhiều. Thường thì mình thấy khoảng tầm 10 triệu rưỡi, 10 triệu là có nhiều ha. 11 triệu rưỡi, đó Sirius. Rồi Hai Gia T thì 5 triệu 7, Winner là 26 hay 26 rưỡi chị? 26 triệu. 26 triệu thôi ha. Winner 26 triệu. Còn như mấy con Vespa này là 12 triệu phải không chị? 12 triệu. Đó, Vespa 12 nè rồi. 50, 5 triệu rưỡi. Đó, 5 triệu rưỡi, còn Sirius là 5 triệu rưỡi luôn. Đó, 5 triệu rưỡi, còn máy Sirius 110 là từ 10 triệu rưỡi trở lên phải không chị? 10 triệu rưỡi lên. Đó, 10 triệu rưỡi đổ lên. Ngoài đây thì có một con AB208 lên cái dàn đầu là AB Thái nè các bạn. 12 triệu. Đó, rồi thêm mấy con AB đời 2012 đầu bò rất là đẹp. Rim lùn extra 5 triệu rưỡi phải không chị? Extra 5 triệu rưỡi. Cập nhật giá lại cho anh em xem nhanh ha. Cái dòng AB lên Thái với AB đầu bò này bên mình bán chạy á. Dạ. Bữa rồi vừa rồi khách hỏi mà không có AB đầu bò để bán không biết. Mấy cái AB đầu bò lên giá mình lốc rất là đẹp. Dạ. Xe máy móc êm. Đó, ngoài ra là những cái dòng quay 100 với lại những quay RS, RS 110 là cửa hàng có rất nhiều nha. Đầu video ở đầu cửa hàng cũng có rồi. Ở đây là tới là AB 23, 24 rồi AB đầu bò 22. Ly của Biago. Con đó chị nói nãy nói em bao nhiêu chứ? 10 triệu rưỡi. Có 10 triệu rưỡi thôi. Phun xăng điện tử, đồng hồ phun xăng điện tử. Dạ, phun xăng điện tử luôn, chỉ 10 triệu rưỡi thôi. À, Novo 5 ha. Rồi ở đây mình lại có AB đầu bò màu trắng. Rồi đặc biệt có thắt mốt này nè, cuối đời 2016 giá chỉ có 42 phải không chị? 42 triệu. À, 43 triệu ha. 3 triệu khóa smart key nha các bạn. Và luôn với nhau khóa smart key luôn, giá 43 triệu ha. Màu rất là đẹp. Mình thấy hình như là điểm trầy đồ của nó rất ít ha, hầu như là không có nhiều. 43 triệu. Rồi Novo 6 ha, Vision. Còn ở trước đây là những cái dòng phổ thông giá rẻ nè, các bạn nhìn lại nha. Có Wenfa, có Wenfa đời 2012 chỉ có 10 triệu rưỡi phải không chị? Có Wenfa biển số 2911 nhưng 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi à? 10 triệu rưỡi thôi các bạn. Giá rất là dễ tiếp cận với tất cả các bạn và anh chị em ha. Đó, trước khi kết thúc video này thì qua những cái lần mà quay video vừa rồi á thì chắc chắn là khách sẽ có điện hỏi chị vấn đề này kia, chị có gì để mà mình trả lời lên trên đây cho tất cả các bạn và anh chị dễ hiểu không? Bây giờ nói chung là khách thì có đến địa chỉ của mình là số 95 Phan Huyết, phường 15 quận Tân Bình. Nếu các bạn không biết đường thì cứ tới chỗ chân cầu Tham Lương rồi điện thoại cho mình để mình ra đón. Mình ra đón thì ví dụ như khách muốn ship xe về tỉnh thì cứ alo cho mình. Thì bây giờ thích con xe nào đấy, con đi thích con xe nào đấy thì sẽ gửi hình qua cho mình coi, thì mình sẽ chụp hình lại gửi qua Zalo cho các bạn coi lại. Nếu các bạn thích chiếc xe đó thì mình sẽ chốt lại rồi mình gửi xe về cho các bạn, để các bạn gửi tiền về cho mình trước rồi mình gửi xe cho các bạn. Về các tỉnh luôn. Ở đây xe hoạt động hết rồi và gửi về được hết. Số điện thoại trên góc trái màn hình mình là có Zalo luôn chị ha. Có đúng rồi, số điện thoại góc trái là số Zalo của mình đấy. Rồi ok chị. Mua xe là mình còn phải được tặng một bình nhớt nữa mà chị. Tặng bình nhớt cho các bạn, dù xe ít tiền hay nhiều tiền, tặng nhớt hết nhá. Dạ ok.
thì chị chỉ là cái đoạn đường hoặc là mình có thể là cái địa điểm nào dễ nhớ để chị có thể rước được không? À được, bây giờ các bạn cứ tới cái hướng chỗ cổng khu công nghiệp Tân Bình. Là có cái chân cầu, có cái cầu Tham Lương ấy, các bạn cứ đứng ở dưới, đừng có đi lên cầu, ở dưới chân cầu thôi. Các bạn hỏi đầu đường Tham Lương đứng ngay đó mình ra đón. Các bạn tới cái số 95 Tham Lương, từ đầu đường Tham Lương đi vào là mình bên tay phải. Đầu đường Tham Lương đi vào. Bên tay trái chứ? À đúng rồi, bên tay trái. Dạ. Bên cạnh cái con cưng luôn, cái em quay bên cạnh con cưng luôn, sau con cưng đó. Dạ. Ở đầu video nãy các bạn cũng thấy rồi đó ha. Ở đầu dính nhất về shop con cưng á. Khi mà đầu đường Phan Quốc mình vào á sẽ là mã số 95 bên tay trái. Còn nếu mà mé đường Quang Trung mình đi vô á thì cửa hàng là bên tay phải ha. Dạ. Bây giờ nói chung là giá xe là chị cũng có báo giá để cho khách tham khảo. Ví dụ như là khách có mua thì chị cũng bớt một chút lọc tiền xăng dầu cà phê cho các bạn. Thì mình cũng không lấy hết cái số tiền đó. Thì các bạn cứ có gì thì cứ alo cho mình ra mình đón. Địa chỉ 95 Phan Thiết, phường 15 quận Tân Bình. Mình ra mình đón. Rồi, ok chị ha. Rồi. Giờ chắc là hai chị em mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video ngủ nguyện nha. Cảm ơn các bạn nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chào các bạn.